từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra tuần văn hóa du lịch Việt Bắc năm 2022. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật vào tối ngày 15 tháng 4, giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao 6 tỉnh Việt Bắc qua các trích đoạn lễ hội truyền thống, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, không gian trưng bày văn hóa du lịch và sản phẩm đặc trưng vùng Việt Bắc, triển lãm ảnh đẹp với 120 bức ảnh phong cảnh đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc. Du khách sẽ được thông tin về du lịch từng địa phương, thưởng thức đặc sản, chiêm ngưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tiêu biểu. Lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch Việt Bắc năm 2022 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 16 tháng 4 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Sắc màu Việt Bắc.